thiệt tình á, đúng là chọn ổn mình vô dụng gì đâu á, có chém thôi cũng xong nữa. Tại mình sơ suất thôi, để hai đứa mình làm lại. Nè, dừng lại, hai đứa. Tại sao lại hành hung bạn vậy hả? Đâu phải vậy, chị Vương Trang hiểu nhầm rồi. Nhầm cái gì mà nhầm, rõ ràng chị thấy tận mắt mà, em còn nói là chị nhầm nữa. Mũ trơm, bạn nói đi chứ. Chị Vương Trang hiểu nhầm rồi, em kêu hai bạn làm vậy đó. Thiệt là quá đáng quá đi mà. Em đã bị uy hiếp đúng không? Trời đất ơi, sầu riêng và mít. Hai em đã hành hung bạn, còn uy hiếp bạn nữa. Thôi được rồi Mũ Trơm, em đi theo chị, chị sẽ kêu Đốc Tô Khỏe bảo vệ cho em. Đó, Mũ Trơm, bây giờ không có ai ở đây hết, em đừng có lo gì hết. Em nói cho chị với Đốc Tô Khỏe nghe, có phải mít với sầu riêng đã bạo hành em, lại còn uy hiếp em nữa, phải không cưng? Không có đâu. Là sao? Chị thấy rõ ràng vậy mà. Ủa lần sao ta? Hey, Đốc Tô Khỏe ta hỏi là sao mới đúng chứ. Thực ra là hai bạn ấy muốn xin một ít mũ chôm, nên con kêu hai bạn ấy dùng dao thẻo lớp vỏ con để lấy mũ chôm đó mà. À, thì ra là vậy. Vậy mà Vân Trang làm ta hết hồn à. Tại Vân Trang đâu có biết, với lại Vân Trang chỉ muốn bảo vệ cho mũ chôm thôi mà. Nên là em đâu có trách chị Vân Trang đâu chứ. Nhưng mà Mũ Trơm ơi, chị có một thắc mắc. Đó là từ hồi nào tới giờ uống Mũ Trơm cũng rất là nhiều luôn, nhưng chị biết Mũ Trơm là thanh nhiệt cho cơ thể thôi, chứ không biết Mũ Trơm còn có công dụng gì nữa nè. À, Mũ Trơm có nhiều canxi, kali, glucid, mangan, natri, kẽm sắt, chất xơ hòa tan trong nước. Chính vì vậy mũ của em có công dụng tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, phòng ngừa các bệnh liên quan đến tim mạch, điều hòa đường huyết, ổn định huyết áp, loãng xương, mau lành vết thương nữa. Wow, quá trời công dụng luôn. Hèn chi Vân Trang thấy bây giờ rất là nhiều người tìm mũ trôm để uống. Cũng chính vì vậy mà mới có cớ sự ngồi đây nè. Em nói vậy là sao? Cớ sự là sao chị không hiểu? Thì mít và sầu riêng đang tìm gặp mũ trôm để nhờ trôm giúp đỡ nhuận tràng đó mà. Wow, mũ trơm có tác dụng là nhuận tràng luôn hả Đốc Tô Khỏe? Đúng đó, nhờ của trơm có đặc tính hút nước mạnh, nên có tác dụng làm chương nở và kích thích nhu động ruột, từ đó phân được đẩy nó dễ dàng hơn. Do vậy, mũ trơm á là thuốc nhuận tràng vô cùng hiệu quả, đặc biệt là dùng điều trị táo bón nè. Bởi vì nhựa trơm làm cho chất xơ có thể trương nở lên từ 8 đến 10 lần, kết dính cặn bã độc hại trong ruột già, tăng lượng phân, tăng nhu động ruột, đào thải độc tố và chống táo bón. Ê, chị Vân Trang làm gì mà cầm con dao to vậy? Chị chỉ muốn lóc da thịt của em để xin một ít mũ. Hả? Cô, cô lấy nước ơi, cô con cho Đốc Tô Khỏe ơi. Dạ bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.